Vào ngày mai, môn Free Fire sẽ lần đầu tiên được tranh tài tại một kỳ SEA Games. Và lúc này thì đội tuyển Free Fire Việt Nam đã sẵn sàng để mang về những tấm huy chương vàng đầu tiên. Cả hai đội tuyển đại diện cho Việt Nam tại SEA Games 31 đang tập luyện rất tích cực để nâng cao tinh thần lẫn trình độ trước khi bước vào những trận thi đấu đầy thử thách sắp tới. Bên cạnh sự nỗ lực trước khi môn thể thao điện tử tại SEA Games 31 khởi tranh, đội tuyển Kingsmen cũng như Team Flash Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ người hâm mộ cũng như cộng đồng, bạn bè và gia đình. Bộ môn Free Fire sẽ thi đấu vào hai ngày 13 và 15 tháng 5 với sự tranh tài của 6 quốc gia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào, Malaysia, Indonesia và Philippines. Hai đại diện của Việt Nam là Team Flash và Kingsmen được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt để góp phần vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.